Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt bài 79 Vần Uyên và Vần Uyết. Các em hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cô nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau vào phần đầu tiên, đó là phần nhận biết. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết em nhìn thấy gì trong bức tranh. Các em ạ, trong bức tranh chúng ta nhìn thấy đó là hình ảnh bà đang kể chuyện cho em bé nghe về một câu chuyện truyền thuyết ngày xưa, về câu chuyện thánh gióng đã từng nhổ cây tre để làm vũ khí đánh giặc đấy các em ạ. Và tương ứng với bức tranh này, cô giáo có câu ứng dụng sau. Cô mời các em hãy chú ý lắng nghe cô giáo đọc mẫu và đọc theo cô. Bà kể chuyện hay tuyệt. Các em nghe cô đọc nào. Bà kể chuyện hay tuyệt. Bây giờ cô mời các em sẽ đọc cho cô theo từng cụm từ. Bà kể chuyện. Kể chuyện hay tuyệt. Hay tuyệt. Chúng ta đọc cả câu. Bà kể chuyện hay tuyệt. Trong câu chúng ta vừa đọc thì tiếng chuyện có chứa vần uyên hôm nay chúng ta học. Tiếng tuyệt có chứa vần uyết hôm nay chúng ta học đấy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 2, đó là phần luyện đọc nhé. Các em hãy chú ý, đây là vần uyên, còn đây là vần uyết. Các em hãy so sánh cho cô vần uyên và vần uyết xem có điểm gì giống và khác nhau. Các em ạ, vần uyên và vần uyết đều có điểm giống nhau là đều có âm đệm u, âm chính i e. Còn điểm khác nhau đó là khác nhau ở âm cuối, đó là vần uyên có âm cuối là âm n, còn vần uyết có âm cuối là âm t. I e là nguyên âm đôi và là âm chính các em nhé. Bây giờ cô mời các em hãy đánh vần và đọc trơn cho cô giáo các vần sau. U i e n uyên. U i e n uyên. 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 U i e t uyết. Uyết. U i e t uyết. Uyết. Các em hãy ghép thêm âm đầu và dấu thanh vào vần uyên và vần uyết để chúng ta có được tiếng mới. Bây giờ cô mời các em hãy đọc cho cô giáo mô hình tiếng sau. Chờ uyên. Chờ uyên chuyên nặng chuyện. Tiếng chuyện có âm chờ đứng trước, vần uyên đứng sau, thanh nặng dưới ê. Chờ uyên. Chờ uyên chuyên nặng chuyện. Chuyện. Cô mời các em hãy đọc cho cô giáo các tiếng sau, đánh vần và đánh vần đọc và phân tích cho cô các tiếng sau nhé. Chờ uyên chuyên sắc chuyến. Chuyến. Tiếng chuyến có âm đầu chờ ghép với vần uyên, thanh sắc trên ê. Là uyên luyên nặng luyện. Luyện. Tiếng luyện có âm đầu là ghép với vần uyên, thanh nặng dưới ê. Thờ uyên thuyên huyền thuyền. Thuyền. Tiếng thuyền có âm thờ đứng trước, vần uyên đứng sau, thanh huyền trên ê. Chờ uyên chuyên nặng chuyện. Chuyện. Tiếng chuyện có âm chờ đứng trước, vần uyên đứng sau, thanh nặng dưới ê. Cô mời các em đọc lại các tiếng. Chuyến. Luyện. Thuyền. Chuyện. Các tiếng này đều có điểm chung giống nhau là đều có chứa vần uyên hôm nay chúng ta học đấy. Và dấu thanh các em lưu ý để ở âm chính. Giờ uyết duyết nặng duyệt. Duyệt. Tiếng duyệt có âm giờ đứng trước, vần uyết đứng sau, thanh nặng dưới ê. Khờ uyết khuyết sắc khuyết. Khuyết. Tiếng khuyết có âm khờ đứng trước, vần uyết đứng sau, thanh sắc trên ê. Tờ uyết tuyết sắc tuyết. Tuyết. Tiếng tuyết có âm tờ đứng trước, vần uyết đứng sau, thanh sắc trên ê. Tờ uyết tuyết nặng tuyệt. Tuyệt. Tiếng tuyệt có âm tờ đứng trước, vần uyết đứng sau, thanh nặng dưới ê. Mời các em đọc lại các từ này, tiếng này. Duyệt. Khuyết.
tuyết, tuyệt. Tất cả các tiếng chúng ta vừa đọc đều có chứa vần chung một vần, đó là vần uyết. Tiếp tục, bây giờ cô mời các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh bầu trời trong xanh rất là đẹp. Và ở đây chính là ngoài biển, nước biển thì trong xanh. Và trên mặt biển thì có chiếc thuyền, con thuyền đang trôi lênh đênh ở giữa biển đấy các em ạ. Và tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau. Cờ on con, thờ uyên thuyên huyền thuyền, con thuyền. Trong từ con thuyền, các em hãy cho cô giáo biết tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học. Mời các em hãy nhập vào phần bình luận giúp cô. Các em ạ, trong từ con thuyền, tiếng thuyền có chứa vần uyên hôm nay chúng ta học đấy. Thờ uyên thuyên huyền thuyền, thuyền, con thuyền. Tiếp tục chúng ta quan sát bức tranh thứ hai. Các em cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. À các em ạ, trong bức tranh đây là hình ảnh một nửa của vầng trăng. Và vầng trăng này là vầng trăng khuyết. Khuyết tức là chúng ta chỉ có một nửa, nó không tròn thì người ta gọi là vầng trăng, trăng khuyết. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau. Chờ ăn trăng, khờ uyết khuyết sắc khuyết, trăng khuyết. Trong từ trăng khuyết thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Mời các em nhập vào phần bình luận giúp cô. Đáp án của cô là trong từ trăng khuyết thì tiếng khuyết có chứa vần uyết hôm nay chúng ta học đấy. Khờ uyết khuyết sắc khuyết, trăng khuyết. Tiếp tục cô mời các em quan sát bức tranh thứ ba. Các em cho cô giáo biết trong bức tranh em nhìn thấy đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh chàng trai đang cưỡi ngựa và nhổ cây tre lên. Và ở đây chính là một câu chuyện truyền thuyết về câu chuyện thánh gióng đấy các em ạ. Cô giáo có từ sau. Chờ uyên chuyên huyền truyền, thờ uyết thuyết sắc thuyết, truyền thuyết. Câu chuyện truyền thuyết là câu chuyện có từ xa xưa được truyền nhau kể lại và thuyết trình lại cho mọi người nghe thì được gọi là truyền thuyết. Như vậy cả hai tiếng này đều có chứa vần hôm nay chúng ta học. Tiếng truyền có chứa vần uyên, tiếng thuyết có chứa vần uyết. Chờ uyên chuyên huyền truyền, thờ uyết thuyết sắc thuyết, truyền thuyết. Cô mời các em đọc trơn lại cả phần 2 giúp cô. Uyên, uyết, chờ, uyên, chuyện, chuyến, luyện, thuyền, chuyện, duyệt, khuyết, tuyết, duyệt, con thuyền, trăng khuyết, truyền thuyết. Như vậy cô hướng dẫn các em luyện đọc xong vần, tiếng và từ có chứa vần uyên và vần uyết. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 3, đó là phần luyện viết. Mời các em luyện viết vào bảng con. Vần uyên, chúng ta viết con chữ U có độ cao 1 ly. Con chữ Y có độ cao là 2 ly rưỡi. Con chữ E có độ cao là 1 ly. Con chữ N có độ cao là 1 ly. Dấu phụ của con chữ E chúng ta để trên đầu con chữ E. Vần uyết, chúng ta viết con chữ U có độ cao 1 ly. Con chữ Y có độ cao là 2 ly rưỡi. Con chữ E có độ cao 1 ly. Và con chữ T có độ cao là 1 ly rưỡi. Chúng ta sẽ được vần uyết. Tiếp tục cô hướng dẫn các em viết từ con thuyền. Chúng ta viết chữ con. Chữ cờ, con chữ cờ có độ cao 1 ly. Con chữ O có độ cao 1 ly. Và con chữ N có độ cao 1 ly. Cách một con chữ O chúng ta viết chữ thuyền. Con chữ T có độ cao 1 ly rưỡi. Con chữ H có độ cao 2 ly rưỡi. Ghép với vần uyên mà chúng ta đã được viết ở trên. Và thanh huyền trên con chữ E chúng ta được chữ thuyền. Tiếp tục chúng ta luyện viết chữ từ truyền thuyết. Chữ chờ, chúng ta viết con chữ T có độ cao 1 ly rưỡi. Con chữ R có độ cao hơn 1 ly. Và ghép với vần uyên
Thanh huyền trên E chúng ta được tiếng truyền. Từ tiếng truyền sang tiếng thuyết chúng ta cách một con chữ O. Chúng ta viết chữ, con chữ tà có độ cao 1 ly rưỡi, con chữ hờ có độ cao là 2 ly rưỡi. Và chúng ta ghép với vần uyết thanh sắc trên E chúng ta sẽ được chữ thuyết. Như vậy là cô hướng dẫn các em luyện viết xong vần và từ có chứa vần uyên, vần uyết. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 4, đó là phần luyện đọc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc một bài thơ. Bài thơ có tên gọi là Trăng sáng. Chúng ta kết hợp quan sát bức tranh. Đây chính là hình ảnh ông Trăng, ông Trăng tròn. Vào ngày 10, giữa tháng 15, 14, 15 thì Trăng rất là tròn. Và đây là hình ảnh hai anh em đang cầm đèn, lồng đèn đi đón Trung Thu. Và đặc biệt là vào đêm Trung Thu, rằm tháng 8 thì Trăng rất là tròn. Đấy. Những cái đêm bình thường các tháng thì tầm 15, Trăng cũng rất tròn. Và có hình dạng giống như cái đĩa. Các em nghe cô giáo đọc bài thơ. Trăng sáng, sân nhà em sáng quá. Nhờ ánh trăng sáng ngời, trăng tròn như cái đĩa, lơ lửng mà không trôi. Cô xin lỗi, lơ lửng mà không rơi. Những hôm nào trăng khuyết, trông giống con thuyền trôi. Em đi trăng theo bước, như muốn cùng đi chơi. Bài thơ này của tác giả sáng tác ra đó là tác giả Nhược Thủy. Đây là tên của tác giả sáng tác ra bài thơ này. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng dòng thơ một. Đây là bài thơ gồm có 2 khổ thơ. Mỗi khổ thơ có 4 dòng thơ và mỗi dòng thơ có 5 chữ. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc từng dòng thơ một. Mỗi dòng thơ chúng ta đánh vần và đọc trơn 2 lần. Sở Ân Sân nhờ A Nha huyền nhà. Em Sở An Sang sắc sáng, Quờ A Qua sắc quá. Chúng ta đọc trơn cả câu, cả dòng thơ. Sân nhà em sáng quá. Dòng thơ thứ hai. Nhờ ơ nhơ huyền nhờ, A nhờ anh sắc ánh, Chờ ăn trăng, Sở an sang sắc sáng, Ngờ ơi ngơi huyền ngời. Nhờ ánh trăng sáng ngời. Tiếp tục câu dòng tiếp theo. Chờ ăn trăng, Chờ on tròn huyền tròn, Nhờ ư như, Cờ ai cai sắc cái, Đờ ia đia ngã đĩa, Trăng tròn như cái đĩa. Lờ ơ lơ, lờ ưng lưng hỏi lửng, mờ a ma huyền mà, khờ ông không, rờ ơi rơi, lơ lửng mà không rơi. Nhờ ưng nhưng ngã những, hờ ôm hôm, nờ ao nao huyền nào, chờ ăn trăng, khờ huyết khuyết sắc khuyết, những hôm nào trăng khuyết. Chờ ông trông, di ông rông sắc giống, cờ on con, thờ uyên thuyên huyền thuyền, chờ ôi trôi, trông giống con thuyền trôi. Em, đờ y đi, chờ ăn trăng, thờ eo theo, bờ ước bước sắc bước, em đi trăng theo bước, nhờ ư như, mà uôn muôn sắc muốn, cờ ung cung huyền cùng, đờ y đi, chờ ơi chơi, như muốn cùng đi chơi. Như vậy cô hướng dẫn các em luyện đánh vần và đọc trơn từng dòng thơ. Bây giờ chúng ta sẽ ghép cả bài thơ này, chúng ta cùng đọc trơn nhé. Trăng sáng, sân nhà em sáng quá. Nhờ ánh trăng sáng ngời, trăng tròn như cái đĩa,
lơ lửng mà không rơi. Những hôm nào trăng khuyết trông giống con thuyền trôi, em đi trăng theo bước như muốn cùng đi chơi. Như vậy qua bài thơ cô vừa đọc, các em hãy cho cô giáo biết trong bài thơ này tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học. Tiếng khuyết có chứa vần uyết hôm nay chúng ta học. Tiếng thuyền có chứa vần uyên, thờ uyên thuyên huyền thuyền. Và trong bài đọc này các em hãy cho cô giáo biết sân nhà bạn nhỏ sáng nhờ đâu. Các em ạ, sân nhà bạn nhỏ sáng nhờ có ánh trăng sáng ngời đấy các em ạ. Trăng tròn và trăng khuyết giống với sự vật nào? Trăng tròn thì giống như cái đĩa, còn trăng khuyết thì trông giống như con thuyền đang trôi đấy các em ạ. Những câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ trong bài thơ và trăng rất thân thiết với nhau? Câu thơ thể hiện trăng và bạn nhỏ thân thiết với nhau, đó chính là hai câu thơ cuối bài. Em đi trăng theo bước như muốn cùng đi chơi. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc xong bài thơ Trăng Sáng. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện nói. Chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay đó là nói về cảnh vật. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết em thấy gì trong bức tranh. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một cái bầu trời và biển rất là rộng lớn. Con sóng thì đang chấp nhấp nhô qua sóng. Các em hãy tìm sự vật hoạt động có tên gọi chứa vần uyên, vần uyết. Như vậy trong bức tranh này chúng ta nhìn thấy là có hình ảnh, đây chính là hình ảnh ông trăng khi bị khuyết. Thì chỉ có một nửa trông giống như con thuyền đang trôi. Tiếng khuyết có chứa vần uyết. Còn đây là chiếc thuyền đang trôi lênh đênh ở ngoài biển. Chiếc thuyền có chứa vần uyên. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em. Và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.